mới mưa nên là cái mụt rau khoai này này anh chị các bạn, nó khá là non. Và hai cái mụt như này á, về mà xào thì rất là ngon. Anh sẽ hái một chậu như này để chiều nay xào. Ngon lắm anh chị các bạn. Nó mới mưa, nó có một ít mưa đầu mùa hè, chuẩn bị chuyển sang mùa hè mà. Nên là nó non lắm. Đây anh chị các bạn nhìn thấy nó xanh non đi đó. Ta cái mụt đó. Ta hái cái mụt như này về ta xào hoặc là luộc ăn cũng được anh chị các bạn. Tại sao thì Thắng lại làm cái video này? Lại vừa hái rau như này mà lại làm video với mọi người, là bởi vì nó là cái chủ đề bắt đầu từ câu chuyện đó là giá trị và giá cả. Thì nhiều người mới hỏi Thắng là đầu tư thì bất động sản thì giá trị của đất là gì. Thì Thắng mới nói với anh chị và các bạn là thế này: nếu như mà không có cái mảnh vườn mà có rau như này thì giá trị của cái miếng đất ở phía xa kia kìa, ở phía ngoài kia kìa, bên ngoài kia, thì giá trị của nó là gì nếu nó không được dùng để làm gì cả? Nó không được dùng để làm gì hết, nó chẳng được lại để dùng để làm gì cả. Nó không có một chút gì đó, nó gọi là trồng cái gì đó trên cái miệng cái phần đất đó. Nó không đem lại hoa màu, không đem lại cái nguồn thu gì từ hoa màu. Nó cũng không được dùng để xây nhà, xây cửa. Nó cũng không được dùng để xây, làm một cái thứ gì đó. Ví dụ như đào cái giếng hay là làm một cái gọi là cái sản phẩm gì đó mà chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống. Thì về cơ bản là cái miếng đất, cái mảnh đất, ví dụ như cái mảnh đất phía sau đây, tôi sẽ cho anh chị và các bạn xem. Đây. Ví dụ như là cái mảnh đất phía sau này. Đó, cái phần trống này không trồng gì cả. Thì về cơ bản là nó không có cái giá trị gì. Nó không có giá trị gì cả. Nó không có giá trị. Nó không có giá trị. Nhưng nếu hỏi là nó có giá cả hay không thì đương nhiên là nó có giá cả anh chị bạn. Nó có giá cả là bởi vì người ta sẵn lòng mua nó. Người ta sẵn lòng mua nó với giá bao nhiêu tiền đấy. Với giá bao nhiêu tiền đấy. Thì nó được gọi là giá cả của một mét vuông đất hay là một sào đất ở nông thôn chẳng hạn. Ví dụ thế. Vậy thì vấn đề đặt ra ở chỗ là chúng ta đánh giá cái giá cả và giá trị như thế nào. Thì đôi khi á, thì chúng ta bị nhầm lẫn giữa cái câu chuyện đó chính là cái giá cả nó tăng và nó theo một cái xu hướng, tức là do nhiều người có cùng cái nhu cầu mua với cái ý định là sử dụng để khai thác cái phần đất nào đó. Ở nông thôn cũng vậy, mà ở thành phố thì là cái đất thì chủ yếu là sử dụng để khai thác, làm nhà để ở, để lưu trú. Đúng không anh chị bạn? Và dẫn đến tức là đua nhau mua đất với cái giá cả đôi lúc rất là cao. Nhưng mà thực tế thì lại quên đi cái giá trị mà miếng đất đó nó đem lại. Tôi lấy ví dụ như là cái giá trị của miếng đất mà trồng cái vườn rau này thì tức là có rau để ăn, có củ để ăn, ok, đúng không anh chị các bạn? Đúng không ạ? Thì đó mới thực sự nó là cái giá trị của đất mà nó đem lại, là để là nơi để trồng tra canh tác hoa màu hay là nơi để xây một cái nhà lên để ở, thì đó mới thực sự là giá trị. Và cái hoa lợi đó chính là cái nguồn thu từ cái giá trị của miếng đất. Còn cái giá cả thì nó sẽ tăng giảm phụ thuộc vào cái nhu cầu từng thời điểm của cái miếng đất ở nông thôn hay là ở thành phố. Ở nông thôn hay ở thành phố. Nhưng mà nó vẫn phải có một thứ gì đó nó gọi là neo đậu. Và nếu nó đi quá xa so với cái giá trị thực tế của miếng đất chỉ tạo ra được nhờ vào việc là ví dụ đất ở nông thôn này thì thực ra là cái nhu cầu nó còn quá rộng, nên là người ta thực sự cái nhu cầu để mà ở là thoải mái, do đó thì cái giá cả của nó không thể tăng mà nhiều như thành phố. Còn ở thành phố thì nhu cầu nó nhiều hơn và nó có thể dùng để làm khai thác được tốt hơn ở nông thôn,
nên cái giá trị của nó chủ yếu là để xây dựng. Rồi. Nhưng mà dù là như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có một cái cách thức nào đó để phân biệt và đánh giá cái sự tương quan, giữa cái giá trị của cái đất đó thu về, miếng đất đó thu về. Ở nông thôn thì thu về là ví dụ như một sào đất thì trồng lúa thì được bao nhiêu tạ, bao nhiêu tấn. Rồi ví dụ như trồng hoa màu như này thì được bao nhiêu củ khoai, bao nhiêu là một rau khoai để ăn. Đấy. Đúng không? Nhưng mà nếu như giá nó quá cao, nó vượt qua hẳn so với những cái hoa lợi mà thu được thì nó thành ra là đắt. Là đắt. Nhưng mà đôi lúc á, nhiều người người ta bỏ qua cái việc so sánh tương quan. Bỏ qua cái việc so sánh tương quan như vậy. Và họ nhắm mắt mua liều. Nhắm mắt mua liều ấy chịu bạn. Dẫn đến những cái thiệt hại mà đáng lý ra thì là chúng ta phải đánh giá được rằng là ví dụ như miếng đất chúng ta định mua, nếu khai thác về nông nghiệp hay là chăn nuôi thì nó được bao nhiêu triệu cho một tháng. Rồi nó so sánh với cái câu chuyện là cái giá chúng ta mua, thì liệu nó có tương quan hay không, hay là ví dụ như chúng ta bỏ ra cái giá để mua một cái miếng đất này ví dụ như là 1 tỷ chẳng hạn, nhưng mà nó chả đem lại cái nguồn thu gì cả, nó chả đem lại cái hoa lợi gì cả, nó không có một cái ruộng để mà là chúng ta làm rau, hay là nó không đem lại cái nguồn thu từ việc là chúng ta xây lên cái nhà và cho thuê, thì rõ ràng nó là bất động, nó chả có giá trị gì, nhưng chúng ta lại vẫn sẵn lòng mua với nó với giá cao. Thì vậy là chúng ta bị sai lệch về cách tư duy ngay ban đầu rồi. Và có những khoản mà chúng ta chỉ nhăm nhăm vào cái câu chuyện là chờ cái sự tăng giá, chờ cái việc là may mắn để thị trường nó đẩy giá lên, tăng mãi. Vậy vấn đề là ở chỗ khi nó tăng nhiều như vậy thì ai sẽ là người sẵn lòng gọi là ngu dốt cuối cùng để mua vào một cái sản phẩm mà cái giá trị của nó thì không có gì cả, mà cái giá cả của nó thì cứ thế là leo thang. Đúng không chị các bạn? Dù đất nông thôn đi chăng nữa, bỏ xuống đây vài cọng một giờ rau thì cuối cùng chúng ta cũng còn có một rau để mà xào mà ăn. Còn đất thành phố thì tất nhiên là nó khan hiếm. Nó khan hiếm thì nó phải có giá trị là khai thác được, cho thuê phòng trọ được, hay là cho thuê văn phòng được, hay là sử dụng để ở được, và nó đem lại cái hữu ích về mặt kinh tế. Nó gọi là giá trị của miếng đất. Chứ chúng ta đang bị sai lầm ở cái góc độ, tức là chúng ta phân lô bán nền, chúng ta không sử dụng đến đất, nhưng chúng ta vẫn đẩy giá cao, cao rất là cao lên. Và cuối cùng thì cái gì đến nó sẽ đến, bong bóng nó sẽ đến, và nó gây ra những cái hệ lụy về giá trị và giá cả. Thì từ những cái rất rất giản đơn như vậy, từ miếng đất để chúng ta thấy được những cái hoa lợi của nó đem lại, chính là cái gọi là cái giá trị của miếng đất đó đem lại. Rồi chúng ta sẽ có những chia sẻ nói về gọi là đầu tư cổ phiếu, thì cái giá trị của cái cổ phiếu đem lại là gì, hay chỉ là cái tờ giấy trắng mà chứng nhận là cổ đông. Rồi chúng ta mới hiểu được rằng là chúng ta nên đánh giá, cân nhắc giữa giá trị và giá cả như thế nào gọi là hợp lý, để ra quyết định tại những thời điểm phù hợp để chúng ta có thể khai thác triệt để được cái giá trị của đất, và tránh trường hợp là giá cả nó quá cao, rồi sau đó mua vào ở ngay cái thời điểm gọi là cao trào và chúng ta bị thiệt hại. Thì đó là thứ mà đang muốn dành ra ít phút trong lúc đang gọi là thu lợi từ cái giá trị của miếng đất tại quê nhà mình, để chia sẻ, để nói và chia sẻ rất thực tế, rất đời đối với anh chị và các bạn. Hy vọng các bạn hiểu và tiếp tục đồng hành cùng với Thắng trong cái chương trình gọi là giá cả và giá trị. Đánh giá như thế nào về sự tương quan, và như thế nào gọi là giá cả hợp lý sau hậu khủng hoảng này. Hy vọng anh chị và các bạn sẽ thích điều này.
mụt non lắm anh chị bạn, quá non luôn. Mưa nó mới lên là non, xanh mướt luôn. Hai tí cái mụt này thôi về xào ăn thôi. Đây này, cái ruộng mà hôm bữa ta, đây là cái ruộng cũ, tức là gọi là cái miếng này là rau xanh mướt. Đây, các cái chồi non này, non lắm, nhiều lắm. Đây này, bên này đây này, không có sức hái luôn. Đây chị bạn, đây cái phần này là phần mới trồng này, mới trồng non lắm, quá trời luôn này, quá trời cái gọi là cái ngọt ngon lắm. Đây anh chị, đó, nhiều lắm ha, xanh mướt luôn á. Hai cái ngọt này là tuyệt vời luôn á, này, đó này. Nó mềm lắm anh chị, cực kỳ mềm luôn. Đây này, các cái ngọt nó dài. Đây này, cái ngọt nó dài này. Đây anh chị này, thấy không? Đã lắm. Cái này là cái hôm bữa thắng trồng thêm á. Chỗ này này, mỗi chỗ thắng đào đất trồng thêm đấy, nhớ không? Đó, ngọt, ngọt lắm. Thắng không có cái máy quay chống rung nên là quay mà di chuyển á, nó hơi khó chịu anh chị ạ, thông cảm à. Rồi, còn nhiều lắm, để tăng hai nốt nhá. Đây chị bạn, lúc thôi ta đã được cả một chậu này, chậu mụt ngon lắm. Này xào thì xào tỏi thì rau khoai xào tỏi cũng ngon lắm anh chị bạn. Đó, chậu đầy luôn ha. Thôi chúng ta về nhá, về đi xào tỏi nhắm thôi.